Xin chào các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Mock Channel trong khung giờ quen thuộc 7 giờ tối các ngày và trong Mock Daily ngày hôm nay, ngày 24 tháng 5. Hãy cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, giám đốc điều hành của Lenovo, ông Trang Chen đã liên tiếp dò dỉ các thông tin về chiếc flagship Z5 của công ty trong suốt một thời gian dài. Cách đây không lâu thì vị sếp lớn này đã hé lộ về một số hình ảnh mẫu về sản phẩm này và thực sự thì nó rất kích thích khi mang đến những thiết kế không viền, màn hình gần như chiếm đến 100% diện tích mặt trước và đây cũng sẽ là chiếc điện thoại có màn hình cho tỷ lệ hiển thị lớn nhất thế giới khi ra mắt. Tuy nhiên, không chỉ có vậy mà chiếc điện thoại mới của Lenovo sẽ còn sở hữu thời lượng pin cực kỳ trâu bò và bởi theo tiết lộ của ông Chen thì chiếc Z5 sẽ có thời gian chờ lên tới 45 ngày, tức là gấp đôi so với thời gian chờ của một chiếc smartphone pin lớn cơ bản. Điều này đồng nghĩa rằng chiếc Z5 sẽ sở hữu một dung lượng pin khá khủng khiếp hoặc là Lenovo đã thành công trong việc tìm ra giải pháp tối ưu điện năng cho sản phẩm và cũng không loại trừ là nhờ các công nghệ liên quan đến AI. Và dù sao thì đây cũng chắc chắn sẽ là một tin vui lớn cho những người dùng vừa yêu thích một thiết bị đẹp, vừa yêu thích một hiệu suất mạnh mẽ và dự kiến thì chiếc Z5 này sẽ sớm được Lenovo công bố vào tháng sau. Xiaomi Mi 8 dự kiến sẽ được ra mắt tại một sự kiện vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Trước thời điểm ra mắt đã có rất nhiều nguồn tin xác nhận về tên gọi Mi 8, trong đó có thư mời sự kiện có biểu tượng hình số 8 của Xiaomi, logo Mi vẫn ở dưới và cụm camera kép xếp theo chiều dọc giống các thế hệ smartphone của Xiaomi gần đây. Cạnh phải của máy là nút nguồn và tăng giảm âm lượng. Về cấu hình xử lý thì Xiaomi Mi 8 được cho sẽ tích hợp sẵn chip xử lý Snapdragon 845, RAM tỷ trọng 6 hoặc 8GB. Máy có màn hình hiển thị lên tới 6 inch nhưng nhờ được tối ưu hóa kích thước nên thiết bị sẽ không thực sự quá to. Bên cạnh đó thì cũng có nguồn tin cho rằng Mi 8 sẽ có tính năng khoét khuôn mặt để mở khóa giống với iPhone X. Smartphone đầu bảng mới nhất của dòng Mi dự kiến cũng sẽ được cài sẵn MIUI 10 khi được ra mắt. Các bạn biết không, như vậy thì cuối cùng HTC cũng đã ra mắt chiếc flagship chính thức của họ trong năm nay là U12 Plus. Và các bạn, đây là bản nâng cấp từ chiếc U11 Plus đã ra mắt vào cuối năm ngoái với màn hình tới 6 inch tràn viền tỷ lệ 18:9. Thiết bị đẹp mắt với lưng cong, làm từ kính cường lực và gốm đen với màu sắc bóng bẩy. Riêng phiên bản màu xanh của U12 Plus còn có vỏ trong suốt. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn được nâng cấp tính năng cảm ứng cạnh viền lên phiên bản mới Xsense 2. Nó có thể nhận biết được người dùng đang cầm điện thoại bằng tay nào, từ đó thì tối ưu cho các thao tác bóp vào khung viền để điều khiển. Camera kép là điểm đáng chú ý thứ hai trên chiếc smartphone này. Trên U12 Plus, HTC trang bị tới 4 camera với camera kép ở cả phía lưng lẫn mặt trước. Máy ảnh chính là 12 và 16 megapixel có khả năng zoom quang học 2x và zoom số là 10x, hỗ trợ tính năng zoom khi quay video mang tên Sonic Zoom, tính năng lấy nét Ultra Speed Autofocus 2 kết hợp cả theo pha toàn cảm biến lẫn laser. Cảm biến của U12 Plus được DxO Mark chấm tới 103 điểm và đánh giá là tốt thứ hai trên thị trường hiện nay, xếp sau B20 Pro nhưng nhỉnh hơn cả S9 Plus và iPhone X. Về cấu hình thì HTC U12 Plus là mẫu Android có cấu hình thuộc hàng đầu bảng năm nay với RAM 6GB, bộ nhớ 128GB, pin dung lượng là 3500mAh và hỗ trợ sạc không dây Q và sạc nhanh Quick Charge 3.0. Và cuối cùng về giá bán của chiếc điện thoại này thì sẽ có hai mức giá là 799 và 849 USD cho phiên bản 64GB và 128GB. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mock Channel và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay những đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mock Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nha. Và đừng quên tham gia vào group Mock Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mock Mobile nhé.